Một cuộc biểu tình đoàn xe tự do dự kiến xảy ra ở Victoria, British Columbia. Một cuộc biểu tình phản đối các yêu cầu Covid-19 dự kiến sẽ đến vào thứ hai ở Victoria, khiến cư dân và các nhà lãnh đạo của thành phố lo lắng. Khu vực xung quanh cơ quan lập pháp là địa điểm của nhiều cuộc biểu tình trong vài tuần qua tuy nhiên cảnh sát victoria đang đưa ra một thông báo cho những cư dân trong khu vực nói rằng những cuộc biểu tình an toàn hòa bình và hợp pháp sẽ được bảo vệ nhưng các sĩ quan sẽ có mặt để giải quyết mọi vấn đề khi chúng phát sinh một video được đăng bởi một trong những người lãnh đạo của đoàn xe tự do james border tuyên bố rằng một đoàn xe đi về hướng tây sẽ đổ bộ vào british columbia vào thứ hai ông border cũng yêu cầu bất cứ ai có xe tải hoặc nhà di động hãy đến British Columbia vì họ sẽ chiếm lĩnh khu vực đó trong nhiều tháng. Các doanh nghiệp ở khu vực trung tâm thành phố lo ngại về quy mô của sự kiện và tiếng ồn. Các ủy viên hội đồng thành phố Victoria cho biết họ tin tưởng vào cảnh sát và bất kỳ cuộc biểu tình nào cũng sẽ diễn ra hòa bình và đúng luật trong một tin nhắn video được đăng trực tuyến, cảnh sát trưởng bang Victoria, Teomanek, cho biết bất kỳ hành vi nguy hiểm nào của hoạt động trái pháp luật sẽ bị giảm leo thang và thực thi. Tại thời điểm này vẫn chưa rõ liệu đoàn xe có thu hút đông người như trước hay không khi mà tỉnh đã công bố dỡ bỏ quy định khẩu trang từ thứ sáu và bỏ thẻ vaccine vào ngày 8 tháng 4.